Kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Phiên giao dịch ngày thứ ba 25 tháng 6, giá vàng thế giới hạ, đóng cửa phiên giao dịch. Giá vàng thế giới giao ngày hạ 0,6% xuống 2.318,82 USD trên ounce. Giá vàng thế giới giao hợp đồng tương lai tháng 8 năm 2024 hạ 0,6% xuống 2.330,8 USD trên ounce. Ở thời điểm cập nhật đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới trên thị trường tương lai ở mức 2.319 USD trên ounce. Tâm lý nhà đầu tư trên thị trường vàng chịu ảnh hưởng bởi sự mạnh lên của đồng USD và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ. Thông tin về lạm phát Mỹ công bố trong tuần này có thể giúp nhà đầu tư có thể đưa ra thêm nhận định về thời điểm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, Fed hạ lãi suất cơ bản đồng USD. Đồng USD tăng 0,2% so với các đồng tiền khác. Vàng vì vậy trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư sở hữu các loại tiền tệ khác. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ thời hạn 10 năm tăng mạnh. Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại công ty chứng khoán TD Securities, ông Ryan McKay nhận xét, hiện nhu cầu vàng vật chất của nhóm các ngân hàng trung ương trên thế giới, đặc biệt châu Á vẫn còn rất cao. Cùng lúc đó, vẫn xuất hiện kỳ vọng vào khả năng Fed hạ lãi suất. Nhà đầu tư trong khi đó khá ngại ngần với việc bán mạnh vàng. Vì vậy, vàng sẽ không hạ giá quá sâu. Giá vàng lập ngưỡng cao kỷ lục 2.449,89 USD trên ounce vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Tính ở mức chốt của phiên gần nhất, giá vàng đã tăng được 12% nhờ vào kỳ vọng Fed hạ lãi suất và việc các ngân hàng trung ương trên thế giới mua mạnh trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang. Chủ tịch Fed tại Chicago, ông Austin Goolsbee, trong cuộc phỏng vấn với CNBC cho biết, ông đang dự báo lạm phát sẽ hạ nhiệt hơn nữa, nhờ vậy khả năng Fed hạ lãi suất sẽ gần hơn. Tính đến hết ngày thứ Ba 24 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước đã bán ra thị trường thông qua 4 ngân hàng thương mại và công ty SGC liên tiếp 17 phiên. Tổng lượng vàng được cung ứng ra thị trường, theo ước tính của chuyên gia, khoảng 160.000 đến 180.000 lượng vàng. Vì nhu cầu mua cao, nên hiện tại các doanh nghiệp vàng đều đã giới hạn số lượng vàng tối đa mà mỗi khách được mua. Tại công ty SGC, khách hàng chỉ được mua một lượng một lần và sau 2 tuần mới được mua lại. Còn tại các ngân hàng, mỗi khách hàng được mua tối đa một lần một tuần. Trong vai trò người có nhu cầu mua vàng, khi phóng viên thực hiện thử đặt mua trực tuyến vào 7 giờ sáng nay, tất cả các cửa hàng của SGC tại Hà Nội đều đã báo hết lượng mua trong ngày. Ở thời điểm đầu giờ sáng nay, giá vàng miếng SGC tiếp tục duy trì ở ngưỡng 74,98 đến 76,98 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra. Giá vàng miếng SGC đã duy trì ở ngưỡng này 16 phiên liên tiếp. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng nhẫn 4 số 9 được niêm yết ở mức 73,95 đến 75,96 triệu đồng một lượng, mua vào, bán ra. Trong cuộc họp với các ngân hàng và doanh nghiệp vàng, Ngân hàng Nhà nước khẳng định có đủ quyết tâm, nguồn lực, công cụ để thực hiện các giải pháp phù hợp trước mắt và lâu dài để thị trường vàng phát triển ổn định theo nguyên tắc thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Ngân hàng Nhà nước đồng thời đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị liên quan kịp thời phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Cùng với Vietcombank, BIDV, Agribank là hai nhà băng bán vàng trực tuyến từ hôm 17 tháng 6 và chỉ giao dịch với khách hàng đặt trước thành công. Như vậy, hiện 3 trên 4 ngân hàng quốc doanh lớn đã áp dụng hình thức đăng ký trực tuyến để bán vàng miếng SGC. Chỉ còn Vietinbank là nhà băng duy nhất giữ cách bán hàng trực tiếp tại chi nhánh. Tại Hà Nội, ghi nhận tại Vietinbank chi nhánh số 81 phố Huế, Hà Nội, sáng 17 tháng 6, dù bán vàng trực tiếp nhưng tình trạng lộn xộn, chen lấn không còn. Có khách đến lấy số, có khách mang số chờ đến để giao dịch. Tại điểm giao dịch của công ty SGC số 18 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trong sáng cùng ngày cũng không còn tình trạng xếp hàng chen lấn. Thay vào đó, khách hàng đăng ký mua vàng qua tin nhắn theo cú pháp đã được công ty dán ngoài cửa hàng. Một vị khách hàng cho biết, các nhà băng cho đăng ký mua vàng SGC trực tuyến là rất tiện lợi. Tuy nhiên, vị này đã nhắn tin đặt hẹn từ 3 hôm trước nhưng đến nay vẫn chưa thấy xác nhận của ngân hàng. Tuần trước, Vietcombank là ngân hàng quốc doanh đầu tiên thông báo bán vàng trực tuyến. Tuy nhiên, do nhu cầu cao từ phía khách hàng nên hệ thống đăng ký mua online hết lượt đặt chỗ chỉ sau vài phút. Một số khách hàng cho biết gặp tình trạng lỗi mạng khi đăng nhập. Ngoài người dân có nhu cầu mua vàng để sử dụng tích lũy, cũng có hiện tượng một số cá nhân được thuê xếp hàng mua vàng giá rẻ do Ngân hàng Nhà nước cung ứng. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh cũng cảnh báo về việc người dân mua bán vàng miếng tại các doanh nghiệp không có giấy phép là trái quy định sẽ bị xử phạt. Hôm 17 tháng 6, giá vàng miếng SGC do 4 ngân hàng quốc doanh và công ty SGC công bố tiếp tục giữ nguyên mức cũ là 76,98 triệu đồng một lượng.
Đây là phiên thứ 8 liên tiếp, giá vàng SJC được các ngân hàng bán ra giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Giá vàng nhẫn hôm nay đã tạm chững lại sau khi tăng mạnh hơn 1,5 triệu đồng một lượng vào tuần trước. Cụ thể, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 74,28 đến 75,58 triệu đồng một lượng, mua vào bán ra. Tập đoàn Doji niêm yết mức giá 74,25 đến 75,55 triệu đồng trên một lượng. Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng nhẫn từ 74,1 đến 75,4 triệu đồng một lượng. Ngày 12 tháng 6, giá vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước bán ra cho các ngân hàng thương mại ở mức 75,98 triệu đồng. Đây là ngày thứ tư liên tiếp, nhà điều hành không thay đổi giá bán ra. Theo đó, giá bán vàng miếng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC cũng giữ nguyên ở mức 76,98 triệu đồng một lượng. Ở chiều mua vào, công ty SJC niêm yết ở mức 74,98 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với giá bán ra. Trong khi đó, tại những điểm mua bán vàng miếng SJC với quy mô nhỏ đang neo giá vàng miếng SJC ở mức 79,3 triệu đồng một lượng mua vào và 80,8 triệu đồng một lượng bán ra. Tức là, nếu ai đó mua vàng miếng tại 4 ngân hàng thương mại nhà nước và công ty SJC với giá 76,98 triệu đồng thì chỉ cần đến các tiệm vàng ngoài thị trường để bán lại là kiếm lời dễ dàng 2,3 triệu đồng một lượng. Giả sử một người mua 10 lượng vàng miếng SJC với giá 76,98 triệu đồng và bán lại với giá 79,3 triệu đồng thì dù có phải chờ đợi cả ngày dài, họ cũng nghĩ đã dễ dàng bỏ túi 23 triệu đồng. Đây là mức lợi nhuận cao chưa từng có. Đây cũng là điều lạ lùng trên thị trường vàng miếng SJC thời điểm này. Bởi thông thường, để kéo khách hàng về phía mình, các cửa hàng kinh doanh vàng miếng nhỏ lẻ sẽ neo giá mua vào nhỉnh hơn so với giá mua của công ty SJC, nhưng ở chiều bán ra lại có mức giá mềm hơn mức giá bán niêm yết của doanh nghiệp này. Tuy nhiên, trong những ngày sức mua vàng miếng SJC đột ngột tăng cao kể từ khi Ngân hàng Nhà nước chính thức triển khai bán vàng miếng trực tiếp cho người dân thông qua nhóm Big Four, thì diễn biến giá vàng miếng trên thị trường tự do lại đổi chiều. Thay vì bán thấp hơn để cạnh tranh, thì thị trường tự do lại đẩy giá mua, bán tăng vọt, khiến không ít người đầu cơ lợi dụng thời điểm này để lướt sóng vàng ngay trong ngày. Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, tại nhiều điểm bán vàng, có đối tượng thuê người xếp hàng mua gom vàng với mục tiêu đẩy giá, hưởng chênh lệch, gây bất ổn thị trường và thiệt hại cho nền kinh tế. Do đó, Ngân hàng Nhà nước đã có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội và Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan này phối hợp xác minh và xử lý nghiêm các hành vi tung tin thất thiệt, đầu cơ, trục lợi, thao túng thị trường. Đồng thời, triển khai các giải pháp phối hợp, bảo đảm an ninh tại các địa điểm bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước, công ty SJC, nhằm hạn chế tình trạng các đối tượng có dụng ý xấu, thuê người xếp hàng mua gom vàng, gây mất trật tự trị an. Sáng 4 tháng 6, Ngân hàng Nhà nước bán vàng cho 4 ngân hàng thương mại Vietcombank, BIDV, Agribank và Vietinbank của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC với giá 77,98 triệu đồng một lượng, thấp hơn giá bán của ngày hôm qua 1 triệu đồng mỗi lượng. Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện theo lộ trình thu hẹp chênh lệch giữa giá bán vàng miếng SJC trong nước và giá thế giới. Những nội dung vừa rồi đã khép lại thông tin này của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những thông tin sau.